lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Tất cả video của em đều có hình ảnh thật, mặt thật, giọng nói thật của chính tôi. Tôi hoàn toàn không sử dụng của ai khác hay lấy của người khác. Các video tải lên gần đây cũng là video tôi quay về hướng dẫn sửa chữa của tôi. Các video gần đây tất cả đều xuất hiện mặt và giọng nói thật của chính tôi. Experiment 2005 hướng dẫn sửa chữa mỗi ngày. Video này cũng là quay về hướng dẫn sửa chữa của chính tôi. Nó xuất hiện mặt và giọng nói thật của chính tôi. Tôi đã giải thích tất cả kênh của mình, cách tôi tạo ra video và chỉnh sửa video. Tôi hy vọng rằng nhóm YouTube đã có sai sót khi xem xét kênh của tôi. Vì vậy, tôi yêu cầu nhóm đánh giá YouTube xem xét lại kênh của tôi một cách cẩn thận và bật kiếm tiền lại cho kênh của tôi, để tôi tiếp tục làm những video clip chất lượng hơn và tiếp tục mang đến cho người xem những video hay nhất. Tôi cảm ơn nhóm YouTube. Xin mời đội ngũ YouTube tiếp theo hãy xem cách mà tôi tạo ra video. Tôi đã quay video xong rồi copy lên máy tính. Video tôi quay đều ở đuôi chấm mốt. Sau đó tôi đã dùng phần mềm format Factory để đổi đuôi tất cả video về định dạng đuôi chấm MP4. Và sau đó tôi đã cho vào Camtasia Studio để cắt ghép chỉnh sửa video cho hợp lý để người xem dễ hiểu. Sau khi hoàn thành, tôi đã xuất ra video và tiến hành tải lên kênh của tôi. Sau đó tiếp theo tôi đã bắt đầu làm ảnh bìa cho từng video của tôi. Tôi cho video gốc vào Camtasia Studio và tiến hành kéo lựa chọn những ảnh phù hợp, và tôi tiếp tục chọn những phần thêm chữ vào video. Sau đó tôi tiến hành có chữ vào video, sau đó tôi chọn kiểu chữ và màu sắc cho từng video khác biệt. Sau khi hoàn thành, tôi tiến hành nhấn xuất ra hình ảnh. Thế là tôi đã có một ảnh bìa mà tôi muốn, và tôi tiến hành update lên kênh của tôi. Xin mời đội ngũ YouTube hãy xem đây là nơi mà tôi quay video nhiều nhất trên kênh của tôi. Giờ mời thầy buồn cười rồi anh. Điên, nó ngỡ với nhau rồi đấy. Từ từ tí nghe. Cố gắng, ý kiến, không nói tình ra. 30 phút. Nghe nhỏ, anh thầy cái nhìn hút hoa túy ấy. Nào im. Từ từ. Cố gắng. Cái này nghe chán không? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Hơi nghe tí thật luật. Cười ra phát rồi luôn. Đây cho anh nghe quả bài ý hiểu. Mày cho anh quà nào trẻ nhất cho anh. Cái bài này kiểu có đoạn đầu hè rồi.
Ok trai. Quá ok luôn. Nhích nách, nhích nách. Đây đến tầm 1 tiếng rưỡi rồi đấy nhá, không phải đoạn đầu đâu. Tí nữa anh về anh bay bổng. Mày tải ứng dụng vậy à? Đúng rồi. iOS bọn mình là phải tải, không dùng trên app được. Để tí anh về anh tải, sau đó anh bay bổng như con chó. Oh my god. Anh sẽ thành một dân chơi chính hiệu. Anh nhầm, dân bay những con lăng hoàng. Điên tải em tải rồi cho. Mày gửi ứng dụng thôi được rồi. Điên em tải luôn cho. Không cần. Nhanh mà. Không cho. Em lấy máu. Nào đi, quay lại. Cố định là 7 phút đây. 5 phút nhưng mà nãy lại đọc 7 phút. Trời ơi. 5 phút đấy. Hình như là em cho anh xem rồi đấy đúng không? Thôi xong. Anh có phải quay đâu, anh có phải kéo làm gì đâu. Tức là em. Experiment 205. Xin chào nhóm YouTube, đây là link kênh của tôi. Kênh của tôi là Experiment 205. Kênh làm nội dung hướng dẫn sửa chữa của chính tôi. Tôi sử dụng video có khuôn mặt và âm thanh của tôi. Nội dung được tạo ra và sử dụng là hợp pháp. Tôi đã tải hơn 133 video lên kênh của mình. Vài ngày trước tôi đã đăng ký kiếm tiền, nhưng nó bị từ chối vì lý do sử dụng lại nội dung. Đó là một sai lầm của nhóm đánh giá YouTube. Vì tôi tự tin kênh của mình không có tài liệu tái sử dụng hay sử dụng của ai khác. Trên kênh của tôi, hầu hết các video của tôi quay về hướng dẫn sửa chữa của tôi. Các video phổ biến trong kênh của tôi được mọi người xem nhiều như sau. Video 1, tiện ích tuyệt vời. Video này đạt hơn 3,9 triệu lượt xem. Video quay vào ngày 3 tháng 2 2024. Nội dung quay về hướng dẫn sửa chữa của chính tôi. Video 2, Experiment 205 cùng mình chế tạo tiếp nào. Video này đạt hơn 64.000 lượt xem. Và video quay vào ngày 19 tháng 10 2024. Nội dung quay về hướng dẫn sửa chữa của chính tôi. Video xuất hiện mặt và giọng nói thật của chính tôi. Video 3, Experiment 205 hướng dẫn chế tạo máy trà. Video này đạt hơn 61.000 lượt xem. Video quay vào ngày 18 tháng 10 2024. Nội dung quay về hướng dẫn sửa chữa của chính tôi. Video xuất hiện mặt và giọng nói thật của chính tôi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của